Xin chào cả nhà. Chắc hẳn bất kỳ ai cũng muốn có một lớp trang điểm da mịn màng, có độ bóng khỏe đúng không nào? Trong video đầu tiên của series Makeup 101, với các video hướng dẫn chi tiết từng bước makeup cơ bản, Chloe sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để có được lớp nền thật tự nhiên và có độ bóng glowy một cách thật đơn giản nhé. Glowy chứ không phải là Chloe nha. Chloe sẽ bắt đầu với kem lót bắt sáng Glow Creator của Shu Uemura. Có thể dùng tay trực tiếp thoa đều kem lên da hoặc dùng cọ, bôi mút tùy thích nhé. Chloe rất thích sản phẩm này vì độ bóng khỏe mạnh mà nó đem lại cho da mỗi khi Chloe dùng chung với bất kỳ loại kem nền nào. Ngoài ra, vì da Chloe có dầu nên trước đây thường tránh các loại kem lót tạo độ sáng vì nghĩ rằng sẽ còn làm da bóng quá mức. Nhưng với Glow Creator này của Shu thì những bạn da dầu có thể hoàn toàn an tâm vì độ bóng không hề quá mức và sản phẩm này cũng không làm da đổ dầu nhiều đâu nhé. Tiếp theo, Chloe sẽ dùng kem che khuyết điểm và đây là bước mà bạn có thể dùng bất kỳ loại nào có sẵn. Và đây không phải là bước quan trọng nhất để tạo độ glowy cho da. Chloe sử dụng concealer của Clio để che quầng thâm mắt và các khuyết điểm khác như mụn, đồng thời highlight sống mũi, trán và cằm. Cách Chloe thích nhất để tán kem che khuyết điểm chính là dùng Beauty Blender ẩm. Nếu bạn đang thắc mắc vì sao hôm nay Chloe lại dùng kem che khuyết điểm trước khi kem nền thì chờ chút nhé. Sản phẩm nền 2 trong 1 sẽ được bật mí ngay thôi. Trước khi đến với phấn ở bước cuối cùng, Chloe dùng highlighter dạng kem của Tom Ford để làm sáng các điểm cao trên mặt. Một highlighter màu trắng, mịn và trong suốt, không có nhiều ánh nhũ quá nổi bật sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để da trông Chloe một cách tự nhiên nhất, cứ như là không dùng highlighter vậy. Chloe dùng cọ để tán kem lên xương gò má, sống mũi, khóe mắt, xương chân mày, cằm và nhân trung. Rồi sau đó dùng Beauty Blender dặm lại để highlighter hòa vào da, không để lại một sọc sáng thiếu tự nhiên trên mặt. Bước cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là sản phẩm quan trọng nhất để tạo nên lớp nền glowy này. Thay vì dùng kem nền dạng nước, Chloe chọn dùng phấn nền dạng nén Shu Uemura Light Pop Aerial. Đúng với tên gọi, siêu phẩm phấn nền mới này từ Shu mỏng và tự nhiên, với độ che phủ khá ổn. Khi dùng không hề đem lại cảm giác dày và bí da vì có dầu dưỡng siêu nhẹ, tựa như là không khí vậy. Một điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là bông phấn hai mặt siêu mềm và mịn nữa. Nếu muốn lớp nền trong suốt và tự nhiên hơn, mặt lông vũ của bông sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn. Vì da Chloe hiện tại đang có một số khuyết điểm mụn nên Chloe quyết định là sử dụng mặt mút và nhẹ nhàng chậm phấn lên da. Lý do vì sao Chloe lựa chọn phủ phấn cho một kiểu makeup đòi hỏi da phải có độ sáng bóng, đó chính là với thời tiết ở Việt Nam sẽ rất khó cho chúng mình có thể makeup mà không dùng phấn phủ vì bao nhiêu bụi bẩn sẽ bám vào da. Ngoài khả năng kiểm soát dầu, Light Pop Aerial còn có tinh thể ngọc trai giúp làm da sáng mịn, làm mờ các khuyết điểm và khắc phục da xỉn màu. Đó chính là lý do vì sao Chloe dùng phấn nhưng da vẫn có độ glowy chứ không hoàn toàn lì. Và đó chính là những bước rất đơn giản cùng những sản phẩm cực kỳ chất lượng nhưng lại không hề cầu kỳ để tạo ra một lớp nền tự nhiên có độ glowy thích hợp áp dụng hàng ngày cho mọi loại da luôn. Chloe hy vọng rằng các bạn đã thích video này. Nếu thích thì đừng quên like và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúng mình sẽ gặp nhau ở video lần sau. Stay gorgeous.